Khách vô Dũng ơi, hỏi dò vé số luôn Dũng ơi. Dạ đại gia đình luôn. 235.000 á đâu ạ? Lấy tiền, em gái lấy tiền. Tiền bạc gì tầm này nữa vô. Dạ, khách vô luôn. Có một cái gì sáu khổng lồ. Dạ, 13.000 cơm 39 hả trời? Cô đi chung hết hả? Không, cô đi kia. Dạ rồi, để con xử cái người này coi. Đây, nói cho. 239 đó nha. Phải không? Phải không? 239.000. Hàng gian 4.000. Rồi nói chung là còn thái gì nhất anh trai. Còn một trái. Còn trái ri 6 khổng lồ. Thái ạ? Ri 6 miền Tây á anh. Thái thì nhiều lắm. Anh muốn ăn thái sực sực, ăn thái dẻo hay thái mềm? Ủa em còn ri 6 mà. Thái mềm á. Còn một trái. Lấy cơm. Lấy cơm khui cơm cho anh. Hả? À, cơm lại hơn. Hả? À. Thái mềm hả? Cơm nhiêu ký? Cơm 390. Cơm này cơm khô hả? Dạ, Thái Lan thì cơm nó khô cô. Anh nhiêu rồi? Dạ, Thái Lan trái là 140 đó cô, còn cơm là 330. Sầu riêng Thái thì 101.000 ký, cơm thì 330. Cô lấy nửa ký cơm, 175.000. Anh trai là cơm ri 6. Cơm ri 6. Cơm nha. Để vậy là còn trái ri khổng lồ á. Còn em cuối cùng. Lên thành đầu em. Cái này là 5.1 kg. Ok cho anh. Xin cô ạ. 564.000. Mày anh. Mày. Mày. Chưa bấm giá tiền á. Nói 5.1 kg thôi. Ủa? 672.000. 672.000. Coi nó như cái dư thế nào. Riêng miền Tây. Xem trái sầu riêng này nó như thế nào. Chín cây luôn á. Chín cây luôn hả? Rồi, em thấy là nó trái muối rồi. Thấy trái sầu riêng trái muối rồi. Không biết còn được mấy muối đây. Ê, ngon ngon ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Học bên kia trái nhưng học bên đây lắm có trái. Rắn ra. Trái không bự luôn. Rồi. Ở trên trái. Ok không anh? Cứ nhìn cái muối của anh thôi, còn cái nào mà nó bị trái muối thì bỏ ra. Sầu riêng thì trái muối là chuyện bình thường. Ổn không anh? Mình có trái nha, mình có trái. Rồi, đứng ngát luôn. Xong. Xong.
670 mấy, 72 ngàn á. 672 ngàn chắc bán được 200 ngàn. Ờ. Lời luôn, lời lút luôn. Lời lút luôn. Trái sầu riêng lời lút. Lời rồi mà không còn lút nữa. Dũng khui trái sầu riêng mà bà chủ đứng ở ngoài bà nóng mặt. Khui bỏ hết. Giờ cái trái như vậy rồi. Rồi, được 2 muối. Bà đứng ở ngoài phải cầm cục tiền mà rung tay nè. Rung tay nè. Ê, bữa nay sao mà tóc ngắn lại rồi? Rồi? Anh xuống tóc nữa chứ. Hả? Giờ lấy hơn 1 ký xíu được không anh? Ui giời. Cái này rồi được nửa ký rồi đó. Anh gán anh tí màn cùi cho anh cái nữa, cái đó là xong rồi. Trái sầu riêng này nghe chỗ đó nó bị con sóc nó cắn miếng hả? Đúng rồi. Ok chứ Lâm. Lên cách đến thử không? Ok không anh? Rồi, đúng 1 ký luôn. Thêm nữa không anh? Bao nhiêu rồi? 41 ngàn à. Một trái nhỏ thôi, ăn liền muốn ăn cơm vậy là muốn thái. Còn bao nhiêu đó mua cơm đi luôn được. Rồi, 2 muối, 3 muối, làm hết luôn nha. Rồi, tiếp tục luôn. 39k 1 ký. Còn... À! Không sao, em trộn cái tay vô đó rồi. Vậy nha chị gái. Có anh kia mới thử rồi mà, lo gì đâu mà. Anh làm gãy cho ông em kiện anh tới ấy luôn á. Đang cười anh. Rồi lộn. Dũng đòi kiện vì để gãy cây bông. Nay sầu riêng thì có lá sầu riêng. Có lá, có hoa, vàng đẹp đẽ đẹp đó. Có cây, có hoa, có nhà, có cảnh nè. Rồi 415 cách mạng. 415 cách mạng 8. Chạy luôn à. 108. Rồi, sầu riêng vô luôn con kìa. Tôi làm đại gia nãy giờ bắt cậu xui riêng hoài. Từ nãy Dũng đi dò với số mấy lần không được luôn á. Cô ăn nào á con? Con có Thái Lan chín trái 101 cơm 303 giờ còn con lội đó à. Trái thì chín trái rồi 101 ký á. Dạ 11 ngàn ký. Dạ thấy trái mấy ký? Dạ nói chung Thái là gáo cơm á chị, ngoài khô trong mềm. Nói chung là ngon. Ok chưa? Rồi 259 ngàn. Rồi anh ăn nào đó anh chơi? Thái anh? Em đang ở 415 cách mạng thứ 8, phường 13, quận 10. Vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Trái nào ngon nhất nha. Sao ngon nhất thì sao nghe quen quen nè. Năm ký luôn anh. Bao nhiêu tiền ký? Dạ 11 ngàn anh. Dạ. Lớn quá sợ không ngon thôi. Dạ ngon. Có hỏi đạt được không? Dạ cho anh thử. Facebook đúng không anh? Yeah. Thế anh chơi
xem Cuộc Sống Sài Gòn TV hay là xem kênh nào? Cái nhảy lung tung là tôi chủ yếu tôi mở lên rồi tôi làm việc rồi nhảy tự động á. Dạ. Đúng rồi đó. Cái mềm hơn xíu đúng không? Này không có đi xấu này. Dạ không. 207. Mình thử cái nữa coi. Ngon rồi mình xem sổ không hay thua gì vậy? Không có gì đâu kệ. Không ngon là trả lại bình thường mà chị. Chị có xem clip không? Có xem clip thì chị biết. Quảng cáo dữ lắm. Dạ, không ngon là trả lại bình thường. Vô bước không có ra khỏi cửa hàng được. Dạ không, bình thường anh bước ra bình thường ấy. Chủ yếu là bà chủ có trừ lương hôm này thôi. Này hot TikTok lắm mà. Dạ. Có không anh? Mỗi lần mà đổi lại một trái là bà chủ ngoài với cầm với cầm tiền á bà. Nóng. Sốt. Rồi trái. Đó. Hai trái rồi đó. Hai trái rồi đó nha. Ôi em gái ăn sao không cười kìa. Em cảm ơn chị. Đấy, trái gì đấy, trái vừa vừa thôi chứ sao mà mới vuốt vô gặp thấy kiểu muốn tôi quay xe rồi nha. Đó. Đừng có giỡn, tôi quay xe sớm luôn á. Rồi, thơm rồi. Thơm không? Thơm không, 3-20 anh chơi. Anh cứ đậu yên đó đi, em... Trên TikTok nói là tới vườn là chê của người ta non hạ 20 giá, 30 giá. Dạ. Mà giờ ở đây vẫn còn 100 mốt là sao ta? Dạ. Chắc ở vườn bà con trồng trồng đó. Xong rồi lên hái cho á. Rồi thử anh trai ơi. Ồ, trái sầu riêng Thái hấp dẫn quá hả? Ok chưa? Dạ. Rồi em nghe là không biết rồi. Bao nhiêu? Căng lại. Đã 20. Bao nhiêu muối luôn? Rồi nha, mình đi làm đại gia nha, đừng kêu mình đấy nha. Rồi, Dũng là quyết định làm đại gia. Dũng mà dò trúng một cái là ra luyện dao luyện ấy rồi. Bà khui sức thì bà khui đi. Ờ. Bà khui sức thì bà khui đi. Ờ. Bà khui bà tử rồi khui đi. Rồi. Con vô trả tiền cho chú con. Rửa tay cho chú mặt nè, đúng nó uống nè. Ê, điện thoại con hết pin rồi. Anh Long thử kêu em nữa nha. Rồi. Anh trai gần đây không? Ừ, vậy. Dạ. Dạ. Vô trong luôn con. Điện thoại ba hết pin rồi. Ba hai người luôn. Sao? À, anh em thấy. Ngó ổn không? Không, để em thấy đi. Hả? Em sắp đi, em phải làm đúng bài bản của em mới được. Ờ.